Tuyển U17 Việt Nam tạo địa chấn trước thềm giải châu Á. Trước thềm vòng chung kết U17 châu Á, tuyển U17 Việt Nam đã có chiến thắng 2-0 trước U17 Qatar ở trận giao hữu tối ngày 21 tháng 5. Trong trận giao hữu diễn ra đêm qua tại Qatar theo giờ Việt Nam, đối tượng U17 Việt Nam đã thắng chủ nhà U17 Qatar với tỷ số 2-0. Cụ thể Huỳnh Triệu và Công Phương là những người lập công giúp U17 Việt Nam giành chiến thắng. Các thông tin chi tiết về trận đấu như đội hình xuất phát, diễn biến, thế trận vẫn chưa được Liên đoàn bóng đá Việt Nam tiết lộ. Đây được xem là màn chạy đà hoàn hảo cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn trước thềm vòng chung kết U17 châu Á 2023. Kết thúc trận đấu với chủ nhà Qatar, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ di chuyển sang Nhật Bản để bước vào giai đoạn tập huấn tiếp theo từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6. Tại vòng chung kết U17 châu Á 2023, U17 Việt Nam nằm ở bảng D, chung với đương kim vô địch Nhật Bản, 3 lần vô địch, Ấn Độ, 2 lần lọt vào đến tứ kết, và Uzbekistan, vô địch năm 2012. Trước đó, U17 Việt Nam đã có trận hòa không bàn thắng trước U17 Lào, cả hai đội cùng được Đức chủ nhà bố trí tập luyện trên cụm sân tập thuộc khu liên hợp thể thao Qatar University. Nhằm tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ có dịp cọ sát, Ban huấn luyện hai đội đã kết nối và thống nhất tổ chức một trận đấu tập. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ các video mới nhé.